Hello, xin kính chào quý vị. Happy Friday, cuối tuần đến rồi quý vị ơi. Nhắc đến quý vị, chiều nay chúng mình sẽ lại gặp nhau nha. Với lại một cái video clip from ông ngoại Bảo Quốc. Rất là dễ thương luôn. Hẹn gặp cả nhà, chiều nay chúng mình sẽ nói chuyện với nhau nhiều hơn ha. Cùng bàn luận nha. Tại vì chiều nay cũng rất là nhiều ý kiến về cái câu chuyện này á. Quý vị phải có mặt nha. Ngày hôm nay vừa mới lên Facebook, vừa thấy Facebook nhắc lại cái hình ảnh mà một năm trước mình đang ở Puerto Vallarta, Mexico. Mexico, wow. Nó là nó gần ở... mình cách Cali, bay từ Cali bay qua đó là chỉ khoảng có một tiếng mấy thôi. Nhưng mà nó có những cái hotel mà all inclusive á, là gia đình Hồng Loan năm nào cũng đi. Vài ngày để mình relax đó thưa quý vị. All inclusive là nói chung là mình vô, mình chỉ cần dắt cái thằng mình vô thôi, không cần cái gì hết. Quần áo nữa. Nhiều khi không cần mặc quần áo nữa. Ôi, trong đó đó, từ sáng cho tới tối là mình ăn chơi thoải mái, uống rượu, ăn đủ thứ hết. Mọi thứ đã tính tiền rồi, không sợ phải tốn tiền thêm. Không có lo về cái vấn đề tiền bạc nữa. Mà đi vô trong đó đó thì gia đình Hồng Loan với lại mấy cô, mấy dì ở bên Virginia, gia đình rất là đông. Thì cứ hẹn nhau một năm, cái mùa hè mình chọn ra vài ngày để mà được gặp nhau một lần. Thì năm nay là không có được gặp rồi, trời ơi. Thôi nói cho nó vui đi. Thì cái không khí ở của bên cái chỗ đó cũng giống như ở Capo á, thì nó không khí giống như Việt Nam y chang à. Có nghĩa là mình có thể mình ở trần đi vòng vòng nó được á. Mà nó nóng lắm, y Việt nắng, Nam vậy nóng đó. Mà cái biển nó ấm nha quý vị, y chang như Việt Nam. Trái cây, đồ ăn, thức uống y chang Việt Nam, mà có điều á là nó thoải mái quá. Vừa vô trọng nó giống như một cái khuôn viên lớn, cái resort lớn, rồi vô trọng á có đủ thứ á, nhà hàng nha, nhà hàng Nhật nè, nhà hàng Mỹ, nhà hàng Ý, nhà hàng Pháp, nhà hàng Tàu, nhà hàng coi như là mỗi một cái resort đó họ có khoảng từ 7 tới 9, 10 cái nhà hàng cho mình chọn lựa mình ăn. Khu shopping, rồi khu vui chơi, rồi bar. Trời, phải nói là ba. Sướng nhất là gì biết không? Xuống dưới hồ bơi, nằm ở dưới hồ bơi và ở ngay trước mặt mình là cái bar luôn. Mình order cocktail, mình uống thoải mái, vừa tắm hồ bơi mà vừa uống mình đủ. Mình đi xuống dưới hồ nước nó không có sâu, đi nước nó ngang ngang vậy thôi. Thì là cái bar nó cũng nằm ngang ngang vậy. Rồi xong cái mình lại mình order nước, xong cái người ta cũng đưa nước xuống, mình cầm mình uống. Đi giống như là ok, bây giờ cứ tưởng tượng đi cho đỡ thèm và hy vọng một ngày rất là gần Covid nó sẽ bị tiêu diệt hết và chúng ta sẽ trở lại cuộc sống bình thường ha quý vị ha. Một cái tin vui cho nước Mỹ là trong cái tuần vừa qua là cái đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã bắt đầu giảm. Hồi mới cách đây có một tuần thôi thì mình thấy là 1,2 triệu, nhưng mà bây giờ thì chỉ còn có 1 triệu. Đó là một cái tín hiệu rất là tốt cho cái sự phát triển của nền kinh tế nước Mỹ ha quý vị. Và các nhà nghiên cứu họ tìm ra một cái loại thuốc có cái tác dụng mà chữa trị COVID-19. Nó giống như là cái thuốc Remdesivir mà của công ty Gilead. Cái thuốc này nó cũng thuộc về công ty Gilead luôn thưa quý vị. Thì cái thuốc này nó tên của nó là GS441524. Các cái nhà chức trách về y tế họ có gửi cái lá thư cho ông CEO của Gilead nói là hãy nghiên cứu để mà cho cái thuốc này nó ra để mà thay thế cho cái thuốc Remdesivir, tại vì thuốc Remdesivir quá mắc. Một liều thuốc là từ 300 cho tới 500 đô. Wow. Và mỗi một bệnh nhân mà chữa hết cái bệnh đủ liều của nó đó là phải từ 2.000 mấy cho tới 3.000 mấy. Trong khi cái thuốc này đó thì họ nói là một liều thuốc chỉ khoảng từ 1 cho tới 12 đô la thôi. Wow. Và có công ty họ còn nói nếu mà đưa cho họ làm, họ có thể làm được khoảng 95-97 cent gì đó cho một liều thuốc. Thì quá là kinh tế ha, nó quá rẻ luôn. Thì những cái nhà chức trách họ mới email cho cái ông CEO, thì họ nói là bây giờ ông hãy nghiên cứu, còn nếu mà ông không có nghiên cứu thì ông hãy thả cái thuốc đó ra đi, bởi vì cái công ty Gilead đang
độc quyền cái thuốc đó trong 5 năm nữa, thả thuốc đó ra để cho những người khác họ nghiên cứu để mà họ có được cái thuốc rẻ, giá rẻ cho mọi người được sử dụng rộng rãi hơn. Thì trước mắt thì bên công ty đó họ nói là trước khi mà họ được mà cái thuốc Remdesivir thì họ cũng đã so sánh giữa tất cả những loại thuốc, thì họ thấy là Remdesivir là nổi trội nhất và tốt nhất, cho nên họ dồn tất cả vô để mà nghiên cứu cái thuốc đó. Và họ thấy cái thuốc này không có, giống như là không có so sánh được với cái thuốc Remdesivir. Thì đương nhiên rồi, một cái quá mắc, một cái quá rẻ. Nếu bây giờ mà họ giảm bớt nghĩ về kinh tế của họ thì có thể họ đưa ra ngoài cho giống như là những cái nước nghèo, người ta có thể có cái liều thuốc đó để mà sử dụng thì cũng tốt. Thật ra cái công ty này cũng rất là tốt. Hồi đầu tiên trước khi họ bán thì họ đã cho nước Mỹ là 1.500.000 liều liều thuốc Remdesivir để mà chữa bệnh, rồi sau đó thì mới bắt đầu tính tiền. Nếu mà họ mà đồng ý mà đưa ra ngoài đó thì cũng đỡ cho các nước nghèo, quý vị. Thì giá thành nó rẻ xuống, nó đỡ lắm. Đúng rồi. À, có một cái anh này đó, ảnh đang là cái người mà trải qua cái thử nghiệm của cái thuốc của công ty Moderna, thì ảnh tiết lộ một ít thông tin cho chúng ta nghe. Thì ảnh có nói là sau cái thời gian mà nộp đơn và họ kiểm tra về sức khỏe của mình này nọ đó, thì ảnh cho biết ảnh là cái người làm pha chế trong một cái bar rượu ở Las Vegas. Thì ảnh được chọn là bởi vì ảnh là cái người có nguy cơ bị lây lan bệnh rất là rộng luôn. Thì đầu tiên ảnh nói là ảnh được tiêm cái liều vaccine đầu tiên vào ngày 5 Tây tháng 8, là một trong 30.000 người mà cho cái đợt thử nghiệm lần thứ 3 đó. Thì lúc mà tiêm thuốc đó thì người ta có nói ảnh là một tháng nữa thì anh sẽ trở lại để mà tiêm thêm một liều nữa. Và ảnh cũng được khuyên là không nên đăng tin trên mạng xã hội về cái việc mà anh được tiêm xét nghiệm cái này, ví dụ như thông báo cho vài người thôi thì được, mà không biết sao giờ đưa lên báo không biết. Cái này là mừng hay sao? Và sau khi nhận mũi tiêm thứ nhất, anh tải mọi ứng dụng nhằm ghi lại bất kỳ khó chịu nào nếu có trong cơ thể, và mỗi tuần người ta sẽ gọi cho anh ấy để hỏi han về những cái sự thay đổi bất thường, giống như là có mệt mỏi, có bị gì không. Thì anh nói là anh chỉ thấy cái cơ thể anh hơi mệt mỏi một chút xíu thôi, khi mà anh tập thể dục thể thao đó thì chắc là anh mau mệt hơn. Và bên cái công ty thử nghiệm thì cũng cho anh rất là nhiều số điện thoại để mà anh có thể liên lạc bất cứ lúc nào. Và họ có nói nếu mà anh cảm thấy anh không tin tưởng thì anh có thể đi thử nghiệm COVID-19 bất kỳ khi nào cũng được. Và anh nói thì thực tế là anh cũng không biết là anh là người được tiêm vaccine đó hay là tiêm cái thuốc giả. Thì anh nói là anh chỉ hơi mệt chút xíu mà thôi. Thì mình cũng hy vọng là anh là người tiêm cái vaccine, và như vậy là cái tác dụng phụ của nó rất là nhẹ. Cũng là một cái điều mà để cho chúng ta mừng ha quý vị ha. Và bây giờ mình xin nói về cái vấn đề mà cuộc ráo riết truy lùng vaccine của khắp nơi trên thế giới. Thì quý vị cũng đã biết là nước Mỹ cũng đã đặt mua 3 cái công ty với một số lượng rất là lớn. Thì ngày hôm qua thì ông Tổng thống Argentina, ông đã thông báo là sẽ hợp tác cùng với Mexico để sản xuất vaccine của công ty AstraZeneca cho hầu hết các nước thuộc khu Mỹ Latin. Ông nói là ông đã có sự thỏa thuận với cái công ty này, và ông sản xuất 150 triệu cho đến 250 triệu liều vaccine cung cấp cho tất cả khu vực châu Mỹ Latin ngoại trừ Brazil. Chúng ta cũng đang biết là Brazil là cái nước mà đang bị nặng nhất luôn ha. Là bởi vì Brazil họ có một cái mối liên hệ khác, thì một chút Hồng Loan sẽ nói sau. Được biết cái công ty AstraZeneca là một hãng dược lớn thứ nhì của Anh Quốc, và họ đã từng hoạt động lâu dài ở Argentina. Và công ty này đã thỏa thuận, và bên Mexico thì có được một cái nhà tỷ phú, ông ấy tên là Carlos Slim, và ông đã ủng hộ cái số tiền để mà
sản xuất cái vaccine này, thì vaccine của họ dự kiến sẽ bàn giao vào giữa đầu năm 2021. Bây giờ là họ đang chờ để mà đưa vào cái giai đoạn thứ 3 thử nghiệm đó thưa quý vị. Còn về đất nước Brazil thì cái bang Parana của Brazil cũng đã ký thỏa thuận để thử nghiệm cái vaccine COVID-19 của Nga. Và Brazil họ có nói là họ sẽ ký và mua cái vaccine đó với điều kiện là cái vaccine Sputnik V của Nga phải nhận được sự phê duyệt của cơ quan chức năng Brazil và hoàn thành thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với quy mô lớn trên người trước khi đi vào sản xuất tại Brazil. Có nghĩa là họ muốn là phải có một cái bảo đảm là chất lượng tốt cho người dân của họ sử dụng. Thì đây cũng là một điều tốt. Và mình cũng mong là cái vaccine của Nga sẽ là một cái vaccine tốt cho cả thế giới, có một cái ánh sáng giết chết cái con COVID này ha quý vị. Vậy là mình bữa giờ mình nghe cũng nhiều chuyện vui ha, nhiều tin vui. Vaccine hầu hết các nơi trên thế giới đang được ráo riết sản xuất và sắp có rồi. Quý vị nếu mà mình ấy thì mình ráng cầm cự ở nhà một thời gian, có thuốc uống chích vô thì nó khỏe là mình đi. Yên tâm là mình đi. Chúng ta đã đi được một cái đoạn đường mà nó gần bước tới đích cái đích rồi. Thì hôm qua mình có nói là trước mắt là tháng 9, tháng 10 mình có cái vaccine chích ngừa flu thì chúng ta hãy chích cái đó trước để mà bảo đảm sức khỏe tốt. Thật sự mấy tháng nay, khoảng 6 tháng nay nha, cả gia đình Hồng Loan không ai bị ho, cảm, sốt hay bị một bất kỳ một cái bệnh nào hết. Thì mình nghĩ lại là có lẽ là mình uống đầy đủ vitamin. Hồi đó cũng lâu lâu cái hay bị sốt một chút, bệnh một chút, cảm một chút, ho, sổ mũi. Nhưng mà mấy tháng nay không hề bị luôn quý vị. Có lẽ là gia đình Hồng Loan uống đầy đủ vitamin C, rồi uống cái zinc C như Hồng Loan đã nói với quý vị đó. Mình uống đầy đủ vitamin thì sức khỏe mình tốt, mình cũng có thể chống cự được lại nó. Phần cũng là mình may mắn nữa. Chứ là lúc trước á, cách đây khoảng 2-3 năm, mỗi lần mà Lộc bệnh flu á, trời ơi, giống như là chết rồi. Anh ta bệnh chừng 2-3 ngày, Lộc bệnh tuần lễ. Gì cũng hơn đó. Ổng mà bệnh cái là ổng như là chết rồi vậy đó, thấy ghê lắm. Trời ơi. Đi mổ cắt abidan đó. Cắt amidan xong cắt trong này nè, cái xong cái bác sĩ cho xuất viện về mà đi hai cái dây vậy nè. Cái Hồng Loan nói ủa sao anh đi anh không bỏ cái dây xuống mà anh rút cái dây lên vậy đó. Nói tại vì khi mà anh bỏ xuống cái chỗ này nó cắt nè, cái nó đụng vô cái cổ nó đau. Cái người này gan dễ sợ lắm. Bé trứng da linh giống y chang luôn, cũng nhát y chang vậy luôn. Và bây giờ Hồng Loan xin được phép nói về cái vấn đề mà tranh cử của hai cái người, một người là bên đảng Cộng Hòa và một người là bên đảng Dân Chủ ha. Cái này là Hồng Loan thông tin đến quý vị biết thôi, là người Việt Nam của mình đã tổ chức hai nhóm vận động chính trị của người gốc Việt. Một bên là ủng hộ đương kim tổng thống Donald Trump, một bên là ủng hộ ứng viên của đảng Dân Chủ Joe Biden vừa được thành lập luôn. Nhóm ủng hộ tổng thống Trump có cái tên là Vietnamese American for Trump as President Again. Và cái chữ đó họ viết tắt là TAPA, có nghĩa là người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Trump tái đắc cử. Còn cái nhóm mà ủng hộ ông Joe Biden đó thì có cái tên là Vietnamese Americans for Biden và viết tắt là VAFB, nhóm người Mỹ gốc Việt ủng hộ ông Biden. Nãy em đọc Biden, anh sợ em đọc Biden kìa. Bị là đen nữa hả? Tự nhiên cứ lộn vậy à, không biết sao kỳ vậy. Thì trong đây thì cái nhóm mà TAPA là ủng hộ tổng thống Donald Trump đó quý vị, thì họ nói là Make America Great Again. Và cái nhóm này họ kêu gọi cộng đồng bầu cho tổng thống Trump tái đắc cử với thông điệp là mỗi lá phiếu bầu cho tổng thống Trump sẽ là một viên gạch xây lên căn nhà Make America Great Again. Trong cái bức thư nêu lên cái thông điệp gửi đến cho cộng đồng thì họ viết là tổng thống Trump dùng thế cờ vây để ngăn chặn mưu đồ bành trướng bá quyền của Trung Cộng qua thương chiến Mỹ
Trung, Biển Đông, Hồng Kông và Đài Loan. Và họ nói sự thắng cử của ông Trump kỳ tới sẽ giúp cho tình hình Biển Đông được vững vàng hơn để Trung Quốc từ bỏ hay không thực hiện được ý đồ xâm lăng từ kinh tế đến quân sự đối với Việt Nam. Thật sự mình nói không phải Việt Nam, nói về kinh tế đó là của cả thế giới luôn. Cả thế giới. Nếu mà cứ thao túng để cho Trung Quốc mà như những cái năm vừa rồi đó là họ sẽ nắm hết kinh tế cả thế giới. Nói gì là chính trị, không nói gì chiếm đất của Việt Nam, nó còn đánh luôn cả Indonesia, coi như nguyên một cái vùng Biển Đông với luôn. Lại Đài Loan là coi như là những cái vùng đó là nó muốn bá chủ hết đó. Như cái đó là về bên phần ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Còn bên cái phía mà ủng hộ ông Joe Biden đó thì họ nói là chiến tranh thương mại là một thất bại. Chúng tôi không ủng hộ ông Trump vì ông ấy không có khả năng làm tổng thống. Nhiều người tin rằng ông Trump là người cứng rắn với Trung Quốc, nhưng chúng tôi thấy ông rất yếu về mặt đó. Ông nói nhiều nhưng không làm gì cụ thể. Khi mới lên ông làm tổng thống năm 2017, ông đã rút Mỹ ra khỏi hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương, mà thực ra nơi đây là nơi rất cần để bao vây Trung Quốc. Ông còn tạo ra chiến tranh thương mại với Trung Quốc mà bây giờ lại bế tắc, không đi đến đâu cả, và có thể nói là thất bại. Cả Trung Quốc và Mỹ đều thiệt hại. Đó là cái ý của những người ủng hộ ông Joe Biden. Sao họ mới đưa ra cái tốt gì của ông Joe Biden mà họ chỉ phản bác những cái hiện tại của Tổng thống Donald Trump? Đây là cái ý kiến là Hồng Loan thấy nó cũng thú vị, thì mình đưa lên cho quý vị biết và để cho quý vị chọn lựa là theo bên nào. Có những người họ nói là nhiều khi họ chưa bao giờ đi bầu cử, nhưng mà năm nay họ sẽ đi bầu cử và họ kêu gọi những người thân, những người quen sẽ cùng đi bầu cử để mà bầu cái lá phiếu chọn đúng cái vị tổng thống mà giúp cho nước Mỹ đi lên. Thì mình thấy cái gì trước mắt nó, mình thấy đúng thì mình cứ làm. Làm theo cái cảm nhận của mỗi người thôi. Chứ giờ nói có người thương Trump, có người ghét Trump, đúng không? Bởi vậy mình đâu có nói người ta được. Cái này là tùy theo mỗi cảm nhận của mỗi người thôi. Thì thông báo đến mà để mà cho thấy là Việt Nam mình là cũng có những cái tổ chức rất là mạnh mẽ. Thì nếu như Việt quý Nam vị mình có tinh thần mà mạnh mà muốn ủng hộ ai thì có thể gia nhập vô những cái hội đoàn này, cũng rất là thú vị luôn nếu mà quý vị thích về chính trị. Bởi người ta nói qua Mỹ là mình một người mà sống ở Mỹ là được quyền lợi gì đó, cái quyền lợi cao nhất của người sống ở Mỹ là được bầu cử. Hồng Loan chưa bầu cử bao giờ. Năm nay bầu nha. Bầu anh đi. Bầu anh mấy chục năm rồi. Bầu anh mà sao thấy em bầu mà anh không bầu. Bầu bể bầu rồi, 8 tuổi rồi. Thôi bây giờ sẵn nói về Việt Nam thì Hồng Loan xin phép được update cái tình hình bệnh của Việt Nam. Thì đã có 22 ca COVID-19 mới phát hiện ở Việt Nam. Trong đó thì 14 ca là ở Đà Nẵng, 2 ca là Quảng Nam, 1 ca tại Quảng Trị và 5 ca tại Khánh Hòa, đưa tổng số ca mắc cả nước lên 905 ca bệnh. Wow. Như vậy là tính từ cái lúc mà Đà Nẵng mà phát bệnh cho đến hôm nay, tổng cộng là 438 ca liên quan đến Đà Nẵng. Đó có nhiều ngày rồi ha, mới có chừng mấy tuần. Trong số 22 ca đó thì có 5 ca là ở nước ngoài. Về thì họ cũng đã cách ly ngay lập tức. Và được biết là ở Việt Nam đã có thêm 2 ca tử vong, đưa cái số người mất ở Việt Nam vì cái bệnh COVID-19 lên là 20 người. Thì đó là 2 người bệnh nhân trên 80 tuổi. Bệnh nhân 623 là nữ 83 tuổi, thì có tiền sử bệnh suy tim, suy tủy. Và bệnh nhân 479 là một người nam 87 tuổi. Ông ở Quảng Ngãi thì ông bị huyết áp, bị tiểu đường và bị nhồi máu cơ tim. Những cái bệnh nền cũng rất là nặng. Thì đó là những người lớn tuổi mà mắc bệnh. Chia sẻ đến quý vị một cái hình ảnh của những người thân nhân của người
bị chết vì cái COVID-19. Ở Việt Nam còn may mắn là quý vị xem nè, có một cái xe họ đi thì họ có hẹn những cái người thân nhân đó và họ dừng lại. Họ mở cái cửa ra để mà cho những cái người thân nhân có thể nói lời tạm biệt, có thể quỳ lại, có được khoảng chừng một phút. Còn ở Mỹ là coi như là đi luôn, không có được mà nói lời tạm biệt, chia tay gì hết. Ở Việt Nam thì sau khi mà họ cho người thân bái lại như vậy xong rồi, họ sẽ đưa đi hỏa táng, sau đó thì họ sẽ cho mình lấy tro cốt về, hoặc là nếu mà không có người nhận thì họ sẽ đưa vào một cái chỗ chung ở một nơi nào đó. Mình coi cái hình ảnh này mình thấy, cho nên chúng ta hãy cố gắng ha, cái đoạn đường đi còn rất là ngắn, chúng ta hãy cố gắng để có vaccine. Thôi bây giờ quý vị đừng có buồn nữa, đừng có bi quan nữa, lạc quan lên, yêu đời lên, sắp có vaccine rồi quý vị. Bây giờ giữa tháng 8 rồi, còn tháng rưỡi nữa có. Ta nói tháng 10 có đó. Rồi, hy vọng tháng 10 tin đi, tin lọc đi. Thiệt. Nhưng mà tháng 9 thì mình cứ 9 tháng 10, trong tháng 9 đầu tháng 10 sẽ có ngừa flu, mình cứ đi chích cái đó để mà an toàn ha quý vị. Và được thông tin được biết là tháng 10 ngày 12 Tây là iPhone 12 sẽ ra mắt luôn. Vậy hả? Có ai có muốn mua iPhone 12 không ta? Chắc ngắm thôi. Tôi nghe nói nó có nhiều sự thay đổi hay lắm, nhưng mà mình chưa biết chính xác là nó thay đổi về cái gì ha. Cái máy của anh nó bị hư, nó trục trặc hoài. Máy em vậy, nó hư hoài kiểu. Bắt iPhone nó phải đổi, mình không trả tiền. Đổi thôi. Đó giờ mua iPhone toàn mua trả góp không à quý vị. Mình góp một tháng đâu có nhiêu tiền đâu ha. Mà nhiều khi mình còn được đổi cái phone mình vô, cái họ trả lại cho mình đúng mấy rồi. Trăm tùy thời điểm. Có nghĩa là mình lấy cái phone cũ mình cũng mua của Apple thì mình bán lại cho họ với cái giá là, chẳng hạn hồi đó mình mua 1.000 thì mình bán có lúc được 600, có lúc 400. Đó mình lấy 600 mình bù thêm khoảng mấy trăm nữa. Cái mình bù cái mấy trăm mà mình bù á thì là mình trả góp. Nhưng mà cái iPhone 11 này mắc á, tính ra mua tới 1.400 rồi. Mà lúc đó nó thâu vô cái phone mình 600 là mình cũng thiếu nó 900 mấy. Khổ quá, mua trả góp không. Thôi, thời buổi bây giờ là phải vậy thôi, mình phải tính kinh tế, trả góp từ từ thôi, chứ ai giờ đâu có đi làm, đâu có tiền nhiều, trả lần lần. Đúng rồi, cái gì mà mình tính mà mình tiết kiệm được thì mình tiết kiệm, những cái điều nên tiết kiệm, phải không quý vị? Chứ không phải, chứ không phải gọi là gì đó. Bằng tiện. Như khi như vậy thì mới dành dụm, mới để dành tiền được chứ. Có một cái tin vui nữa là hệ thống AMC là cái hệ thống chiếu phim lớn nhất ở Mỹ đó quý vị. Thì hiện tại giờ họ sẽ mở cửa, mà họ mở cửa với cái giá vé rất là khiêm tốn, 15 sen một vé. 15 sen. 15 sen tính nhiêu ta? 3.000 đồng tiền Việt Nam hả? Trời ơi, hồi lúc mà chưa có dịch đó thì mình đi coi phim á là khoảng 11 đồng cho đến 15 đô la Mỹ. Những cái rạp mà những cái rạp IMAX á là như là mắc hơn nữa có lúc. Đúng rồi, ăn 15 đồng đó. Là những rạp IMAX là cái màn hình rộng lớn nhất và âm thanh surround hay, thật là hay. Ghế thì có thể bật ra nằm xem luôn, thì giá khoảng 15 đồng. Mà bây giờ chỉ có 15 sen. Và họ chỉ mở trước mắt là 100 cái rạp, mà mình chưa biết ở cái chính xác ở chỗ nào. Nếu mà quý vị có thú vị về cái vấn đề này thì vô amc.com mà mình tìm hiểu ha quý vị. Không biết là ở khu vực Orange County với Los Angeles có mở không ha. Mà mở chắc cũng không dám đi coi. Mở cái phim Mulan mà của Walt Disney nó làm á. Thì là hiện tại giờ nó không phát hành trên hệ thống của rạp chiếu phim, thì nó phát hành trên hệ thống trực tuyến ở nhà mình coi, mình trên coi Apple hay là coi trên. Mắc lắm anh, coi lần 30 đồng đó. 30 đồng cho một lần coi. Nhưng mà ở nhà mình 6 người thì người có nhiêu đâu ta? Hoặc là 10 người đi, người có 3 đồng à. Phim Mulan có mình Gia Linh thích coi à. Chứ mình đâu có thích coi đâu. Nhưng mà ý lộc nói thì là họ bây giờ họ chuyển đổi
hình thức coi như vậy thì nó không có bị ảnh hưởng gì đến social distancing hết. Nên quý vị muốn coi thì cứ lên coi nghe. Chứ Lộc thì chắc là không coi rồi đó. Nhiều khi khổ lắm mà nó chiếu ngoài rạp quý vị, có nhiều phim mình đâu muốn coi đâu mà Linh cứ năn nỉ đi coi. Cuối cùng là Loan, Hiếu, Lộc phải dẫn chị Gia Linh đi coi, tốn 4 cái vé 60 đồng. Mà rẻ lắm là thì cũng hết 45 đồng rồi. Thôi nói chuyện vui với quý vị rồi, chiều nay quý vị hẹn gặp lại quý vị. Hẹn gặp quý vị chiều nay nha. Một cái chương trình thật là vui nhộn chiều nay sẽ đón chào quý vị. Quý vị hãy thủ sẵn những cái câu comment đi nha. Ok. Chào tạm biệt quý vị nha. Chúc tất cả chúng ta những ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc đầm ấm cùng với gia đình. Nhớ like, share, subscribe channel nha quý vị. Dạ. Bye. Bye. Làm vậy rồi bà phải giữ thể diện cho mình. Tôi kiếm được con già bắt luôn là trong bộ phim này. Dạ ông ơi, xin chào cô ạ. Ừ, đúng rồi đâu chú. Cái bên chỗ cũ.